Chào các bạn đã quay trở lại Ganfast, và ngay ở đây trên tay tôi sẽ có 3 sản phẩm cực kỳ hot và cực kỳ nóng lòng và game thủ muốn mua, đó chính là chiếc cạc của bạn RTX mới ra. Ở đây chúng ta sẽ có hãng của MSI, có Gigabyte và Asus, và chúng ta hãy cùng mở hộp một lúc và cả 3 sản phẩm này và so sánh chúng với nhau xem là có gì khác biệt của các hãng nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy đến với sản phẩm từ MSI. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì ở ngoài sản phẩm đây. Sản phẩm ở bên ngoài vỏ hộp chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất, điểm nổi bật đó chính là LED RGB. Ở mặt sau thì sẽ có thêm một số thông tin nữa, cũng là LED RGB thôi. Họ nói về cái phần tản nhiệt của họ, về quạt của họ. Và bây giờ thì chúng ta hãy đi vào thẳng sản phẩm, bên trong chiếc hộp này sẽ có cái gì. Bên trong là một hộp giấy màu đen, đóng gói khá là cầu kỳ. Bên trong chúng ta sẽ có một cái phong bì. Ở đây có lẽ là giấy hướng dẫn sử dụng, rồi là đĩa driver các thứ. Ở đây. Và mình sẽ bỏ cái này sang một bên, bởi vì là rất ít là bạn thích đọc những cái sản phẩm này. À, trong này có cái gì nữa? Wow, cái này như kiểu một bộ truyện các bạn, bộ truyện về con rồng của MSI, khá là hay, hình vẽ khá là cute. Hết rồi. Còn ở đây chúng ta sẽ có phụ kiện, một cái hộp, đấy là một cái giá đỡ của VGA. Giá đỡ khá là chắc chắn, bởi vì là những cái cạc này thì thường thường là rất là nặng, một cái dây. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhân vật chính, đó chính là chiếc cạc đồ họa RTX 2080. Nhân vật chính của chúng ta đây. Và đây thì chúng ta sẽ có 3 fan, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. 3 fan, 1, 2, 3. Và những cái fan này thì nó sẽ bị lệch một chút. Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy là một cái fan ở giữa thì nó sẽ to hơn hai cái fan ở hai bên. Và cái video này để cho nó MSI họ sẽ làm cho những cái thiết kế như thế này để tối ưu hóa cái việc tản nhiệt cho cái RTX này. Và ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều các lá tản nhiệt và các ống đồng ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần backlit làm bằng kim loại và phay đi. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có hai cái đường phay này, nhìn rất là nổi bật và khá là đẹp, đúng là thiết kế của MSI có khác. Ở đây sẽ có một con rồng, chữ MSI ở đây, logo rất là nổi. Và một cái điểm cộng nữa đó chính là ở đây thì chúng ta sẽ có LED RGB cho cái phiên bản MSI 2080 này. Và khi mà bật lên thì nó sẽ rất đẹp. Đây, chúng ta có thể khoe như thế này. Các bạn có thể để ngang hay là để dọc thì đều được. Và nếu mà chúng ta sẽ để ngang thì chúng ta sẽ có thể là làm hiệu năng tản nhiệt của chiếc cạc này nó sẽ tốt hơn so với lại cái việc mà chúng ta để dọc. Tuy nhiên để dọc thì cũng nó sẽ rất là đẹp, để dọc bên như thế này. Chúng ta bởi vì là nó sẽ có một cái tấm ở đây thì sẽ rất là đẹp. Bây giờ thì ở đây thì chúng ta sẽ nổi bật nhất đó chính là cái LED RGB thôi. LED RGB này khi mà cắm điện vào chạy thì rất là phê. Và nói sơ qua về một chút là như thế. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có 3 cổng DisplayPort, một cổng HDMI. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cổng USB Type-C. Cái cổng USB Type-C này thì có đặc điểm là nó sẽ không xuất được ra màn hình bình thường mà nó chỉ sử dụng công nghệ là VR thôi. Đó là một vài cái điểm nổi bật trên chiếc đồ họa của MSI RTX 2080. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhà Asus. Asus thì trước đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là phiên bản Dual, thì nó sẽ có hai cái fan thôi. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là chỉ có hai fan và với 3 fan của bên nhà MSI. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một vài thông tin như kiểu là chúng ta sẽ có cái đây, chúng ta có thể nhìn thấy là cái black page này, rồi là một số các cổng kết nối, rồi là một số thông tin khác thì cũng khoe về hiệu năng rồi là tản nhiệt của nó. Đi vào sâu bên trong sản phẩm để chúng ta xem là bên trong nó sẽ có gì nhá. Ok, trong đây là có một cái hộp giấy Asus đen, nhìn khá là đẹp. Ok, ta sẽ mở hộp kiểu như mở hộp giày ấy. Đây ạ, ở đây chúng ta có cả hướng dẫn mở hộp luôn. Có một hộp giấy như này, họ đóng gói khá là khác so với lại là bên MSI. Ok, và bây giờ chúng ta đi vào review chiếc cạc đồ họa RTX này. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai chiếc quạt thôi, và chỉ có hai chiếc quạt. Và bởi vì đây là phiên bản Dual nên là nó chỉ là phiên bản cận cao cấp này, nên nó chưa phải là phiên bản gọi là high end nhất. Thì chúng ta sẽ chỉ có hai fan,
Tuy nhiên ấy, thì ở đây chúng ta sẽ có cái block tản nhiệt của nó khá là dày, nhìn khá là dày và nhìn chắc chắn, thế là tuy là nó bé hơn so với cái cạc MSI này nhưng mà nó cũng khá là nặng. Vì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều kim loại, một hai kim loại rất nặng ở đây. Sau đó mới là đến các lá tản nhiệt. Vì vậy như là hiệu năng tản nhiệt của cái cạc này chúng ta cũng có thể là xem chừng là nó có thể không chênh cái cạnh so với các hãng khác. Tuy là nó chỉ là bản đồ thôi. Về các cổng kết nối thì chúng ta cũng sẽ chỉ có các cổng kết nối như trên MSI, đó chính là 3 cổng DisplayPort, cổng HDMI và cổng USB Type-C. Thêm một điều nữa là ở đây thì họ đã bỏ mất cái cổng DVI rồi. Thế nên là chúng ta sẽ không có những cái màn hình mà kết nối DVI thôi, thì sẽ không kết nối được với lại là những chiếc cạc đồ họa 2080 này. Cái phần mặt sau ấy thì chúng ta sẽ có một cái lightbed là ghi chữ ASUS ở đây. Và được họ giới thiệu bởi vì nó là phiên bản mới, giới thiệu khá là thiết kế ở đây thì nhìn nó cũng kiểu là mạnh mẽ nhưng mà mình không thích lắm bằng MSI. Có lẽ là MSI là cái cạc đồ họa làm lightbed đẹp nhất rồi. Ở đây thì nó cũng sẽ không có đèn LED RGB cũng như là các chức năng khác bởi vì nó chỉ là một bản cao cấp thôi, chưa phải là bản cao cấp nhất. Tuy nhiên thì mình đánh giá cao cái phần tản nhiệt của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp Gigabyte RTX 2080. Thì ở ngoài hộp này chúng ta sẽ có một số thông tin như là nó sẽ có RGB Fusion này, có một cái fan WeFox, một cái chế độ overclock và và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở hộp Gigabyte RTX 2080. Thì chúng ta sẽ có là ở ngoài nó sẽ có RGB Fusion, rồi là bảo hành 4 năm, rồi là cái fan WeFox, các thứ, nói chung là nhìn cũng xịn. Đây bên này thì họ sẽ có hình ảnh để cho một số cái công nghệ, ví dụ như là đây fan chúng ta sẽ có cái kiểu đối lưu, có nghĩa là fan ở giữa nó sẽ chạy lên một chiều, còn hai bên thì sẽ chạy ra hai chiều khác nhau. Và có LED RGB cũng như là một số công nghệ khác. Bây giờ chúng ta hãy cùng mở hộp. Cái này thì nó sẽ đóng hộp ở bên cạnh, chúng ta rút ra. Khá là nhiều hộp. Rồi chúng ta sẽ có một cái kiểu Gigabyte này, nó giống kiểu đóng hộp của ASUS. Là xịn. Vâng, chúng ta sẽ có một cái hộp, cũng trong có một cái hộp giấy nữa. Bên trong chúng ta sẽ có một số giấy tờ quan trọng. Ví dụ như là đây là cái bảo hành 4 năm. Ở đây chúng ta sẽ có đĩa driver cũng như là sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ bỏ sang một bên bởi vì là nó không quan trọng lắm. Nhất là các bạn không đọc được, thứ hai là các bạn sẽ phải lên trang chủ của nó để tải driver. Bây giờ chúng ta đến với nhân vật chính, và nói thêm là Gigabyte thì cũng sẽ không có cái sản phẩm nào đi kèm. Ui, xài vào mắt lạnh. Cảm giác là nó nhẹ hơn so với hai chiếc cạc kia. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cái fan, nó giống như kiểu cạc của MSI. Và chúng ta sẽ có 3 fan và có 3 cái chiều quay khác nhau. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy 3 cái fan này nó sẽ bằng nhau. Nó khác với lại là MSI một chút. Ba cái fan này nó sẽ bằng nhau và chúng nó sẽ có hiệu năng tốt hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái black base thì nó không được đặc sắc như kiểu hai bên kia. Nó có nghĩa là nó chỉ có một cái tấm để có che chắn các bảng mạch thôi. Ở đây thì các cổng kết nối của chúng thì cũng sẽ giống như của hai bên kia, đó chính là 3 cổng DisplayPort, rồi là một cổng HDMI và một cổng USB Type-C. Và bây giờ chúng ta dựng lên để so sánh xem là chúng nó sẽ dày nặng hoặc là như thế nào. Chúng ta có thể thấy là chiếc cạc của MSI là một cái chiếc cạc có thể nói là to nhất và cũng gọi là dài nhất. Và nó cũng nặng nhất luôn. Và nó nặng hơn nhiều so với chiếc cạc của Gigabyte. Chiếc cạc của Gigabyte là nhẹ nhất. Tuy là nó có vẻ là dài bằng một chiếc cạc của ASUS, nhưng mà cạc của ASUS thì lại có một cái tấm tản nhiệt khá là dày, tản nhiệt theo khối nên là nó sẽ nặng. Nó không nặng bằng chiếc cạc của MSI. Chúng ta thì nhìn thấy là so sánh thì nó chiếc cạc của MSI nó to hơn nhiều. Ok, và bây giờ thì chúng ta xét về độ dày thì chiếc cạc của ASUS có vẻ là nạc thịt nhất khi mà nó dày nhất trong 3 chiếc cạc này. Tuy là nó là một chiếc cạc khá là bé và nó chỉ có 2 fan thôi bởi vì nó thuộc dòng Duo. Tuy nhiên thì cạc của nó được làm đầu tư khá là công phu, vì vậy nên là chúng ta cảm giác là nó sẽ rất là dày. Và ở bên này thì chúng ta sẽ có chiếc tản nhiệt của hai bên là bên Giga và bên MSI thì có vẻ là nó bằng nhau hơn. Bên Giga có vẻ là cạc nhỏ hơn và cũng mỏng hơn một chút so với bên MSI. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những cái cổng nguồn. Thì cổng nguồn ở đây thì chúng ta hai có chiếc cạc của ASUS và chiếc cạc của Gigabyte thì nó sẽ có một cổng là 8 và một cổng 6. Còn riêng chiếc cạc của MSI thì nó sẽ có hai cổng 8.
Vậy nên là chúng ta sẽ thoải mái có những cái nguồn mà từ khoảng 550 đến 600 là chúng ta có thể cân được những cái cạc như thế này. Về cơ bản thì xét về cái thẩm mỹ thì mình thấy là chiếc cạc của MSI là một chiếc cạc có thẩm mỹ tốt nhất, còn chiếc cạc của Asus thì có cái được gọi là một cái black belt thì cũng khá là đẹp, nhưng mà nó không được cho là xuất sắc và không có nhiều phần gọi là nó thẩm mỹ hơn một chút, nó nghệ thuật hơn một chút. Còn cái cạc của MSI thì nhìn khá là xịn, khá là đắt tiền. Còn riêng mình thấy thì cạc của Huawei thì nó chỉ là một cái tấm để gọi là chúng ta thấy là nó đỡ bị thừa ra các bảng mạch, nhìn nó hơi vô duyên. Còn về RGB và LED thì chỉ có cạc của Huawei và cạc của MSI có thôi, còn cạc của Asus thì sẽ không có cái phần này. Vậy là nó sẽ bớt linh linh và rực rỡ hơn. Các bạn sẽ nếu mà muốn nó đẹp thì phải trang bị ở những cái sản phẩm khác, ví dụ như là đèn hoặc là quạt. Đó là bài mở hộp và cũng như là đánh giá nhanh so sánh giữa ba chiếc cạc đồ họa RTX 2080 khá là hot và khá là đắt tiền hiện nay. Các bạn thấy cái bài đánh giá này thế nào thì hãy cho chúng mình biết ở phần comment. Và đừng quên là subscribe để ủng hộ cho chúng mình ra những cái clip mới. Và sắp tới chúng mình sẽ có nhiều bài test hiệu năng cũng như là bài đánh giá về từng chiếc cạc một của series 2080 này của các hãng. Vì vậy nên là các bạn cũng hãy theo dõi chúng mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái bài đánh giá sau.